An ninh hình sự 24 giờ. Khởi tố vụ án vụ đổ dầu gây ô nhiễm nước sạch sông Đà, chủ mưu vụ gian lận thi cử ở Hà Giang bị đề nghị cao nhất 9 năm tù. Khởi tố vụ án vụ đổ dầu gây ô nhiễm nước sạch sông Đà. Trong buổi họp báo thông tin về sự cố đổ trộm dầu thải vào khu vực đầu nguồn nước của công ty cổ phần nước sạch sông Đà, ông Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 16 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự. Theo ông Thư, sáng mùng 9 tháng 10, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà, Vigasapco, đã kiểm tra, phát hiện có váng dầu tại suối Bằng. Sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra ngược theo dòng suối và phát hiện trên đường liên xã của xã Hợp Thịnh và xã Phúc Tiến có đổ dầu thải. Dầu thải này chảy tràn xuống suối Trầm, hay còn gọi là suối. Từ đỉnh dốc, điểm có dầu, đến điểm chảy xuống suối khoảng 150m. Do trời mưa nên có hiện tượng dầu chảy lan xuống suối Trầm và khu vực xung quanh. Công ty nước sạch sông Đà đã thông báo tới Công an xã Phúc Tiến, Công an huyện Kỳ Sơn. Ngay trong chiều mùng 9 tháng 10, Công ty nước sạch sông Đà rải cát trên toàn bộ bề mặt đường có dính dầu. Khoanh vùng dầu chảy tràn trên bề mặt suối và thu gom khoảng 100 lít dầu, nước dính dầu, 7 bao tải có dính dầu khoảng 60 kg được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy. Khoảng 3-4 mét khối cát dính dầu được trôn lấp tạm thời trong khuôn viên nhà máy, thành và đáy hố được lót bạt dứa, trên mặt phủ đất. Xem thêm tại đây. Bị cáo chủ mưu vụ gian lận thi cử ở Hà Giang bị đề nghị cao nhất 9 năm tù. Chiều ngày 17 tháng 10, sau 4 ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang nêu quan điểm luận tội năm bị cáo vụ sửa điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 ở địa phương này. Theo bản luận tội, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài là người chủ mưu, khởi xướng, chỉ đạo Vũ Trọng Lương nâng điểm cho các thí sinh, do đó phải nhận mức án cao nhất. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, từ mùng 8 tháng 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015. Bị cáo Vũ Trọng Lương, cựu phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, bị đề nghị mức án từ mùng 7 tháng 8 năm tù. Bị cáo Triệu Thị Chính, cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bị đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 358 Bộ Luật Hình sự 2015. Bị cáo Phạm Văn Khôn, cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, bị đề nghị xử phạt từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 366 Bộ Luật Hình sự 2015. Bị cáo Lê Thị Dung, cựu phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang, bị đề nghị xử phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 366 Bộ Luật Hình sự 2015. Xem thêm tại đây. Lộ tin nhắn Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên gây rối, đập phá xe đoàn cưỡng chế. Ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Đề nghị truy tố 4 bị can, gồm Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, sinh năm 1995, quê Tiền Giang, Trần Quốc Tĩnh, sinh năm 1995, quê Quảng Nam, Huỳnh Ngọc Thiện, sinh năm 1996, quê Gia Lai, và Phan Quỳnh Long, sinh năm 1997, quê Gia Lai, cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Kết luận điều tra xác định, thông qua mạng xã hội và điện thoại, Luyện chỉ đạo các nhân viên đến gặp ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ nhằm mục đích làm rõ việc cưỡng chế trái phép, nếu không được thì tụ tập đông người. Trong tin nhắn, Luyện nêu rõ mục đích làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút nhiều cơ quan chức năng. Sáng hôm sau, tức ngày 13 tháng 6, công ty Alibaba điều động ô tô chở nhân viên xuống thị xã Phú Mỹ. Khi đoàn cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên tiến hành cưỡng chế khu đất vi phạm thì Trinh, Tĩnh, Thiện,
Long cùng các nhân viên khác chạy đến cản trở. Tại đây, Tĩnh leo lên xe múc của đoàn cưỡng chế la hét, rút chìa khóa xe. Tiếp đó, Tĩnh dùng gạch đập vỡ tất cả các cửa kính của xe cũng như đèn xi nhan, xì lốp xe bên trái, dùng đá ném vào cabin. Cùng lúc đó, Trình, Lực yêu cầu xem quyết định cưỡng chế. Dù ông Phong, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên đã giải thích nhưng Trình nhất định không chấp hành mà tiếp tục lớn tiếng, la hét, yêu cầu nhân viên đập phá. Sau khi nghe Trình chỉ đạo thì Thiện và Long la hét, gây rối, cản trở việc cưỡng chế. Trước tình hình trên, buộc cơ quan chức năng phải điều động thêm lực lượng đến đảm bảo an ninh trật tự khu vực, đồng thời tiến hành đưa 10 đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Sau đó, các đối tượng đã lần lượt bị khởi tố và bắt giam. Tin an ninh hình sự 24 giờ được cập nhật vào 21 giờ hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin. Một Miên, TH.